U23 Việt Nam đại bại. Mình không sinh ra để đi làm và không phải ai sinh ra đã thành công. Hành trình của tuyển U23 Việt Nam trên đất Qatar và cũng là màn ra mắt của ông Philippe Chaussier, tân huấn luyện viên trưởng của tuyển quốc gia cũng như là U23 đã khép lại một cách đầy thảm hại. Vâng, chúng ta có thể nói thẳng ra là như vậy. Nhưng cầu thủ của chúng ta đã thua Iraq 0-3, thua UAE 0-4. Nhưng thất bại từ tỷ số đến chiến thuật và lẫn cả con người. Cuối cùng thì U23 Việt Nam cũng không thắng nổi Kyrgyzstan, để rồi trên chấm đá pen cũng không thắng được nốt. Kết quả này khiến những chàng trai trẻ của chúng ta đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng. Thua thì không ai có thể vui, nhất là thua tàn tác. Nhưng mà tuy nhiên cũng cần cảm thông cho huấn luyện viên Chaussier và đội tuyển U23 Việt Nam, khi mà vị chiến lược gia người Pháp mới chỉ nhậm chức, còn lực lượng chỉ là sự kết hợp tạm thời giữa những cầu thủ U23 và nòng cốt của U20. Chính bởi sự ghép nối vội vàng ấy, U23 Việt Nam bộc lộ nhiều vấn đề. Những yêu cầu của ông thầy người Pháp đều không được đáp ứng. Huấn luyện viên Chaussier muốn các học trò thi đấu chủ động, biết cách kiểm soát bóng, tổ chức tấn công từ sân nhà, qua đó thao túng thế trận và đồng thời gây áp lực ngay bên phần sân đối phương mỗi khi có bóng. Song các cầu thủ trẻ của chúng ta không đảm bảo được số lượng cũng như là chất lượng đường truyền khi mà cầm bóng. Trong phòng ngự nhiều khoảng trống để lộ ra và bị đối phương khai thác ngay cả khi mà vượt trội về quân số. Không chiến cũng là một điểm yếu rõ rệt, trong khi mà khả năng chọn vị trí bọc lót cho nhau cũng rất hạn chế. Chẳng những vậy, điều mà chúng ta dễ dàng có thể nhận ra mà không cần phải đến các chuyên gia, đó là thể lực của U23 Việt Nam rất là yếu. Các học trò của huấn luyện viên Chaussier nhanh chóng xuống sức và khiến cho thế trận vỡ vụn. Sau màn ra mắt không hề ấn tượng này thì ngay lập tức giới mộ điệu đã đưa ra rất nhiều những hoài nghi. Nổi cộm nhất là việc triết lý bóng đá của huấn luyện viên Chaussier hướng những cầu thủ theo lối chơi kiểm soát bóng thay vì chơi phòng ngự phản công, giống như là thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong một buổi họp báo tại Qatar thì huấn luyện viên này cho biết là muốn các học trò của mình tăng thời lượng kiểm soát bóng để trong tương lai có thể đương đầu với những đội tuyển hàng đầu như là Hàn Quốc, Nhật Bản. Mà để kiểm soát bóng tốt thì các cầu thủ phải tăng cường đường truyền khi mà có bóng, pressing giành quyền kiểm soát bóng khi mà mất bóng. Nhiều ý kiến cho rằng ông Chaussier đã sai lầm vì thay đổi lối chơi quen thuộc và thậm chí là trở thành thương hiệu của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên tiền nhiệm. Càng sai hơn nữa khi mà phần lớn các đội bóng ở V-League thì cũng không chơi theo lối chơi này. Bóng đá V-League của chúng ta thì thực tế vẫn khá là nguyên thủy, với lối chơi bóng dài và phụ thuộc vào những tiền đạo cao trên 1m9, nặng trên 90 cân. Đúng sai thì chỉ có thời gian mới đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Nhưng mà những lý do vừa nêu trên đã đem lại nhiều thử thách hơn cho huấn luyện viên Chaussier. Muốn thành công thì nhà cầm quân người Pháp phải thay đổi những thói chơi quen thuộc của các học trò, truyền dạy cho họ những kiến thức về cách chơi bóng theo kiểu kiểm soát, từ cách truyền bóng đến cách di chuyển, hoán đổi vị trí. Chỉ riêng vấn đề này cũng đã mất rất nhiều thời gian để làm quen, chứ chưa nói đến những yếu tố trừu tượng hơn như là xây dựng văn hóa, làm chủ phong thay đồ hay là tạo sự gắn kết. Vậy thì tại sao chúng ta phải thay đổi? Có hai cách để kiếm tiền mỗi ngày. Thứ nhất đó là chăm chỉ kiếm tiền đến 6 giờ chiều, và thứ hai là chờ sau 6 giờ chiều. Các bạn hiểu ý tôi chứ? À mà gần đây còn có thêm một cách nữa, đó là quẹt Tinder. À nhưng mà thôi, bỏ cách đấy đi. Trong bóng đá thì chúng ta cũng có hai cách tương tự để thành công. Đó là lên kế hoạch để thành công, và thứ hai là thành công nhờ vào điều kỳ diệu. Với sự thiên biến của bóng đá thì cũng có khá nhiều bất ngờ xảy ra trong lịch sử, tạo nên những điều kỳ diệu và tô vẽ cho sự hấp dẫn của môn thể thao vua. Chẳng hạn như là chức vô địch Euro năm 2004 của Hy Lạp, hay là danh hiệu Premier League năm 2015-2016 của Leicester City. Nhưng bất ngờ ấy thôi thúc những mộng mơ, và bóng đá Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Ngôi Á quân của U23 Việt Nam tại Thường Châu cũng được xét vào một điều kỳ diệu, như là chúng ta vẫn gọi là cổ tích tuyết trắng Thường Châu. 5 năm triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam có được rất nhiều những thành công rực rỡ, và trong số đó không ít đến từ những may mắn. May mắn nhất là một chiến lược gia phù hợp được chọn để dẫn dắt một lứa cầu thủ phù hợp. Lứa cầu thủ ấy đồng thời là thế hệ tài năng nhất của bóng đá Việt Nam. Dù vậy, khi mới bước lên đỉnh vinh quang của bóng đá Đông Nam Á, tuyển Việt Nam đã bắt đầu bộc lộ những hạn chế. Muốn tiến xa thì chúng ta phải xây dựng được một lối chơi mang tính bản sắc, phát huy tối đa sở trường, tố chất con người Việt Nam. Đá phòng ngự thì dễ hơn là áp đặt lối chơi, nhất là với những đội bóng có hạn chế về thể hình và cần thời gian để cải thiện tư duy chiến thuật như là tuyển Việt Nam. Việc tiếp cận trận đấu theo hướng khác, cởi mở hơn, hiện đại hơn và áp đặt đối phương là không hề dễ dàng. Ngay như ở kỳ AFF Cup vừa qua, nhiều thời điểm thì tuyển Việt Nam đã gặp khó khăn khi mà các đối thủ dưới cơ chơi phòng ngự có tổ chức, kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên thì để tiến xa, thực hiện những mục tiêu đầy tham vọng thì Việt Nam cần phải tự hoàn thiện mình, đa dạng cách tiếp cận trận đấu cũng như là định hình lối chơi có bản sắc. Lối chơi ấy thì tất nhiên cần phải xuất phát từ tố chất cầu thủ Việt, phát huy tốt nhất những điểm mạnh về phẩm chất, kỹ thuật và sự khéo léo, linh hoạt thường thấy. Mở rộng vấn đề, Hy Lạp hay là Leicester là những hiện tượng thú vị, chứ chưa bao giờ vươn tầm trở thành ông lớn. Tương tự như là gà tốt, dù có nằm trong Big Six của Premier League, nhưng mà chúng ta cũng đừng mơ là Spurs sẽ giành được những danh hiệu lớn vì cách làm bóng đá trục lợi thay vì hướng đến đại cục.
vì đại cục và vì sự phát triển. Đó cũng chính là lý do khiến huấn luyện viên Chuse muốn thay đổi lối chơi ở các cấp độ đội tuyển của Việt Nam. Và cuối cùng, thứ mà tôi muốn gửi gắm đến các bạn đó là không ai sinh ra đã thành công. Gần đây thì chúng ta chứng kiến một nữ YouTuber chia sẻ những kỹ thuật kiếm tiền trên Tinder để có thể có được một cuộc sống sung túc nhưng mà lại chẳng cần đi làm kiếm tiền. Nghe thì có vẻ dễ ăn đấy, nhưng mà có hai vấn đề ở đây. Thứ nhất, đó là thu nhập của cô em này là thu nhập bất thường và không ổn định. 200.000 tiền taxi cũng chỉ đủ để cô em kiếm bữa ăn qua ngày. Thứ hai, chưa biết ai là gà, ai là thóc. Thực tế quen nhau qua mạng, đa số đều là thợ săn. Lấy đâu ra hoàng tử khù khờ và cô bé quàng khăn đỏ? Chỉ có làm việc và tạo ra giá trị cho bản thân thì mới là đường lối phát triển duy nhất đúng đắn. Bóng đá cũng vậy, môn thể thao này phản ánh rất tài tình về mặt cuộc sống cũng như là xã hội. Thành công bền vững chỉ đến với những đội bóng có kế hoạch phát triển đúng đắn, chăm chỉ và tận tụy công hiến để tạo ra những giá trị. Trở lại với cô nàng chưa biết là gà hay là thóc, em còn tạo ra nhiều chủ đề video gây tranh cãi, như là mình không sinh ra để đi làm, bạn cũng thế, mình bịa CV để đi xin việc như thế nào, vân vân và mây mây. Xin lỗi em, nếu cần thì các huấn luyện viên cũng chẳng cần làm gì vẫn kiếm bộn tiền hơn em. Đơn cử như là Conte hay là Nagelsmann sau những vụ chia tay hoặc là bị sa thải vừa rồi. Jose Mourinho đẳng cấp như thế mà vẫn còn mấy lần bị sa thải, kiếm được cả hàng chục triệu euro. Tuy nhiên, nếu mà không có tài danh, Mourinho hay là các đồng nghiệp kia đâu có được đặt vào vị trí ấy. Huấn luyện viên Chuse cũng không phải ngoại lệ. Ông là một huấn luyện viên có kinh nghiệm, có tài năng cũng như là uy tín. Không chỉ vậy, vị chiến lược gia người Pháp này còn có thời gian gắn bó với bóng đá Việt Nam và luôn dành cho đất nước này tình cảm đặc biệt. Nếu như mà muốn an thân, ông chỉ cần duy trì lối chơi cũ, tập trung vào những mục tiêu nhẹ nhàng tầm khu vực, chứ không phải là ngay lập tức trong buổi họp báo ra mắt đã phạt găng SEA Games ra khỏi kế hoạch phát triển. Đừng quá khắt khe, chúng ta hãy cho ông thời gian các bạn nhé.